chương trình mình ở lớp 9A3 trường trung học cơ sở Tây Tựu. Em đăng ký chuyên ngành thiết kế đồ họa của trường. Hôm nay em được trao học bổng, em cảm thấy rất vui và em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Em tên là Vũ Hoàng Long, năm nay em là học sinh khá của lớp 9A6 của trường trung học cơ sở Xuân Đỉnh. Em đăng ký vào trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội để học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Hôm nay em rất vinh dự và rất vui vì được nhận học bổng của tài năng Nguyễn Thất Thành của nhà trường. Em đăng ký vào trường để học chuyên ngành thiết kế đồ họa để có thể sau này được làm công việc em mơ ước. Môi trường của trường rất tốt và em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể đạt được mơ ước của em ạ. Chào mọi người, em là Nguyễn Trọng Hiếu, em đến từ lớp 9A6 trường trung học cơ sở Phúc Diễn. Em quyết tâm không vào lớp 10 mà chọn chuyên ngành nấu ăn của trường Cao đẳng Bách Nghệ. Hôm nay em rất vui mừng vì đã được trao tặng học bổng Nguyễn Văn Thành. Em sẽ quyết tâm cố gắng học tập để cùng với ước mơ của mình là làm nghề đầu bếp. Khi em đến ngôi trường này, em thấy nó có thể đáp ứng và phát triển ước mơ của em. Hôm nay tôi đến đưa cháu nhập học ở trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội. Khi cháu học ở đây xong rồi là cháu sẽ được đào tạo dạy nghề, học nghề cơ bản, học nghề thì có rất nhiều nghề ở đây để các cháu lựa chọn. Sau này ra có thể khi các cháu ra cháu chọn những nghề thích hợp, sau này cháu sẽ có thể tự lập được. Thầy cô tiếp đãi rất chu đáo mà cũng trường cũng khang trang để cho học sinh rất dễ hiểu về cách hướng dẫn thủ tục thì không bị bỡ ngỡ khi vào trường. Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội được thành lập từ năm 2008 theo quyết định 1229 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Với 13 năm thành lập và phát triển thì nhà trường hiện tại đang là địa chỉ đào tạo tin cậy đối với phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh thành trong cả nước. Và năm 2021-2022 thì nhà trường bắt đầu triển khai chương trình học bổng tài năng Nguyễn Văn Thành. Chương trình học bổng này dành cho những học sinh trên địa bàn thủ đô Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà có học lực khá giỏi để các em có cái điều kiện để vươn lên trong cái quá trình học tại trường. Và với cái học bổng này thì nhà trường muốn tôn vinh người anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Thành. Ông là Tổng trấn Bắc Thành và đã xây dựng các cái biểu tượng của Hà Nội như là Khuê Văn Các, cột cờ Hà Nội, xây dựng chợ Đồng Xuân. Cuộc đời của danh nhân Nguyễn Văn Thành thì đã đóng góp rất nhiều cho thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam trong các cái lĩnh vực như về kinh tế, văn hóa, xã hội. Và với học bổng này thì chúng tôi hy vọng rằng là sẽ đón đầu được những học sinh khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn để các em có cái tương lai.